Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 tháng 10 kết hợp với việc xả lũ của thủy điện Hố Hô đã dẫn đến tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Điều đáng nói là thủy điện Hố Hô xả lũ nhưng không báo trước cho người dân hạ nguồn, kết hợp với cơn mưa được ghi nhận là lớn nhất trong lịch sử Quảng Bình đã khiến bà con nơi đây không kịp trở tay. Theo ghi nhận từ báo chí và các trang mạng xã hội, đã có 5 người chết và 4 người bị thương. Giáo dân các tỉnh miền Trung nói riêng và đồng bào miền Trung nói chung đang rơi vào cảnh cô lập, thiếu lương thực, nước uống trầm trọng. Theo dự báo, bão số 7 với sức gió giật cấp 16-17 đang tiến vào đất liền nước ta nên thiên tai vẫn có thể tiếp diễn. Cộng đoàn hãy cùng hiệp ý cầu nguyện xin Chúa và mẹ Maria ban phúc lành cho đồng bào miền Trung ruột thịt bình an vượt qua khó khăn. Ngày 14 tháng 10 tại Nguyện đường Saint Mary, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh dòng Phaolô Hà Nội. Hiện diện trong thánh lễ còn có Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Kirili, các Đức Giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội cùng đông đảo linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo hữu. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Hồng y Phêrô mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các nữ tu tỉnh dòng Phaolô nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đối với tất cả chị em trong dòng. Ngài khẳng định thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài hằng dẫn dắt chúng ta. Sau thánh lễ, đêm diễn nguyện với chủ đề tri ân quá khứ hướng tới tương lai đã giúp cộng đoàn hồi nhớ lịch sử 125 năm đầy thăng trầm của tỉnh dòng trên con đường phục vụ tha nhân. Đức cha Phêrô Huỳnh Văn II, giám mục giáo phận Vĩnh Long đã chủ tế thánh lễ chúc phong viện phụ đan viện Cito Thánh Mẫu Phước Vĩnh. Tân viện phụ của đan viện là cha Maria Phêrô Khanh Trần Như Hảo. Hiện diện trong thánh lễ còn có Đức ông Banabe, tổng đại diện giáo phận Vĩnh Long, viện phụ hội trưởng, quý viện phụ, viện mẫu, quý linh mục và bà con giáo dân trong và ngoài giáo phận. Đức cha giáo phận có lời nhắn nhủ đến tân viện phụ: hãy noi gương đấng sáng lập, lao động để giúp cho phần xác lẫn tâm hồn. Cầu nguyện để biến đổi những tâm hồn xa cách và xa lánh Thiên Chúa. Cầu nguyện để biến đổi những tâm hồn ngay thẳng biết bước theo tiếng Chúa gọi, theo ơn gọi làm tu sĩ của Chúa. Cầu nguyện để cuộc sống phát sinh cho cha. Thông tin thêm, Đan viện Cito Thánh Mẫu Phước Vĩnh thuộc Hội dòng Cito Thánh gia Việt Nam. Tháng 5 năm 2016, dưới sự chủ tọa của Viện Phụ hội trưởng Doan Thánh giá Lê Văn Đoàn, Cộng đoàn Đan viện Thánh Mẫu Phước Vĩnh đã tiến hành bầu cử và hân hoan báo tin. Cha Phêrô Khanh Trần Như Hảo đắc cử viện phụ tiên khởi của Đan viện Thánh Mẫu Phước Vĩnh. Sáng 13 tháng 10 tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám mục giáo phận Bà Rịa đã chủ tế thánh lễ kỷ niệm 99 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hiện diện trong thánh lễ còn có cha Juan Bautista, trưởng ấn tòa giám mục, hơn 20 linh mục, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Từ biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và lời răn mẹ truyền lại, Đức cha Thomas nhắn nhủ cộng đoàn: chúng ta không phải chỉ lần chuỗi mân côi trong tháng 10 này thôi, mà chúng ta phải lần chuỗi trong cả cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, để chuỗi mân côi là phương thế chữa lành những tính hư nết xấu, những khô khan nguội lạnh trong đời sống đức tin và đức mến. Đồng thời, kinh mân côi sẽ thêm sức mạnh qua ơn tái sinh để chúng ta bước theo con đường của Chúa đi, và đặc biệt là theo những bước chân của mẹ Maria mân côi, người đã dạy chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi mân côi, hy sinh hãm mình để cầu nguyện xin ơn bình an cho hòa bình trên thế giới.